Thân sủng tiến hóa chấp 261. Vậy là xong rồi sao? Không đơn giản như vậy. Mấy cái cây này đang sinh trưởng với tốc độ rất nhanh chóng, việc phủ khắp thành trấn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Các vị, nhân lúc kết giới vẫn chưa hình thành thì mau tránh đi đi. Mộc giới, Xâm La vạn tượng. Mấy người dị, tộc của Minh Ngọc Quốc này khủng bố quá đó. Tình hình bây giờ giống như tập kích đột ngột, không nhất định là người của Minh Ngọc Quốc. Tiểu chủ nhân, người trốn lên xe trước đi, mọi chuyện đã có ta. Được. Không gian phấn toái bà. Khôi phục rồi. Đường sáng màu đen này có thể dễ dàng phá vỡ kết giới, có điều các ngươi nhìn đi. Con ngự thú hình hổ đó sắp cạn thể lực rồi, xem ra uy lực loại ngự thú này không tầm thường, nhưng không kéo dài được quá lâu. Hơn nữa nó còn phải bảo vệ xe ngựa ở dưới, càng khó thể hiện ưu thế của nó. Thứ đang đấu với nó loại ngự thú hệ thực vật dựa vào việc hấp thu sinh mạng của sinh vật khác để duy trì kết giới kia. Trừ phi tìm thấy đồng thời phá hủy hạch tâm, nếu không thì con hổ này sớm muộn gì cũng bị hao hết sức mà chết. Thủ đoạn này quá tàn nhẫn rồi đấy, người dị tộc đánh nhau đúng là không từ thủ đoạn. Sau khi về nhất định phải nhắc nhở bộ tộc cẩn thận loại ngự thú này. A ngốc! Tịnh hóa linh hồn của người chết ở đây, lấy ra ký ức hữu dụng trong đó. Chủ nhân, nơi này có rất nhiều tử khí mới mẻ, đây là kết tinh ký ức mà ta luyện được. Chậc chậc, đây chính là ngự sử cấp chuẩn thần sao, thủ đoạn nhiều thật. Tiểu chủ nhân, không sao chứ? Ta không sao, A Tráng, ngươi không sao chứ? Yên tâm, ngươi trốn ở trên lưng hổ đi, những thứ khác ta sẽ giải quyết. Chết tiệt, bên phía mình còn đỡ, nhưng thể chất của tiểu chủ nhân không đủ, với đẳng cấp chiến đấu như thế này thì sợ là người không thể chống đỡ được lâu. Nơi này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ có thể đánh cược tốc độ của đại hổ thôi. Ha 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 ha, không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến vậy, cái lỗ này chính là sơ hở mà ta cố ý để lại đó. Cái gì? Chịu chết đi. Loại ngự thú hệ thực vật này cũng có uy lực mạnh như vậy sao? Chấn động mạnh đến mức ở đây cũng có thể cảm nhận được. Ta đoán là dựa vào năng lượng hấp thu được từ các sinh mạng chuyển hóa đến đây đó. Chậc! Làm phiền chủ nhân, ngươi đáng chết. Không ngờ còn có thánh cấp mai phục ở chỗ này nữa sao? Minh Ngọc Quốc các ngươi đúng là tâm cơ thâm sâu. Cái gì? Là mấy người vừa này sao? Bọn họ không phải là sát thủ của Khô Vinh Quốc sao? Đây là sức mạnh gì thế? Tử khí khủng bố quá. Những người đó rốt cuộc có thân phận như thế nào, thuần độ ở lĩnh vực này quá đáng sợ, cũng may chúng ta không phải là mục tiêu, nếu không thì tiểu chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm mất. Không được, phải truyền tin tức này về. Muốn chạy? Cái gì? Vù, cuối cùng cũng hấp thu xong. Hả, tình huống gì thế này? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.